8 giờ sáng ngày 6 tháng 10, ngành đường sắt chính thức mở bán vé đại trà trên toàn hệ thống qua các nhà ga, đại lý. Theo thống kê của ngành đường sắt, tính đến 10 giờ, tức sau 2 giờ mở bán đã có hơn 26.000 vé được thanh toán, trong đó online khoảng 17.000 vé và tiền mặt hơn 9.000 vé. Ngoài bán vé trực tiếp, hành khách có thể đặt vé qua các kênh như website của đường sắt Việt Nam, ví điện tử, ứng dụng di động, tổng đài bán vé và nhiều kênh phân phối khác. Ông Thái Văn Truyền, tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 1 tháng 10 ngành đường sắt đã ngưng tính năng mua vé giữ chỗ trả tiền sau khi hành khách mua vé online. Thay vào đó, hành khách phải thanh toán ngay khi đặt vé để tránh tình trạng giữ chỗ ảo. Giá vé tàu Tết năm 2025 tăng từ 4 đến 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy theo từng hành trình và loại tàu. Giá vé cao nhất là loại dừng nằm mềm trên tàu xe 2 trong thời gian cao điểm, từ 21 đến ngày 27 tháng 1 năm 2025, tức từ 22 đến 28 tháng Chạp, có giá hơn 3,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,1 triệu đồng của năm trước. Ngoài ra, Vé VIP trên khoang hai giường có giá lên tới 6,4 triệu đồng. Giá vé thấp nhất là ghế ngồi mềm trên các tàu TN4 và 6, trong giai đoạn cao điểm có giá từ hơn 2,2 triệu đồng, không thay đổi so với năm ngoái. Năm nay, vé tàu Tết 2025 không bán ghế phụ và ngành đường sắt cải tạo 11 toa ghế ngồi thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước. Theo đó, Tết 2025 sẽ có 388 chuyến tàu với 167.000 chỗ, giảm 38.000 chỗ so với năm 2024. Ông Truyền cho biết nếu nhu cầu tăng cao, Ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách trong các ngày cao điểm trước và sau Tết dịp Tết 2025 ngành đường sắt áp dụng nhiều ưu đãi giá vé cho hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trước Tết và từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh sau Tết giảm 3% giá vé cho các chuyến tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn vào ngày 27 tháng 1 năm 2025 tức 28 tháng chạp với hành khách đi từ 1.000 km trở lên giảm 2 đến 8% giá vé cho tập thể từ 11 người trở lên di chuyển trên tàu số chẵn từ 15 đến ngày 20 tháng 1 năm 2025 và tàu số lẻ từ 10 đến ngày 16 tháng 2 năm 2025 Hướng dẫn viên du lịch được giảm 50%, giảm 5% cho vé khứ hồi, lượt về, giảm 20% cho sinh viên đi tàu số chẵn từ 15 đến ngày 21 tháng 1 năm 2025 và tàu số lẻ từ 10 đến ngày 16 tháng 2 năm 2025. Các thời gian khác giảm 10%.